S2.vn, MU Online cổ xưa, hiểu rất rõ người chơi cần gì, mong muốn gì ở game MU và hướng tới sự cân bằng số lượng giữa các chủng tộc trong game. Ban quản trị S2.vn đã dày công nghiên cứu và thức trắng đêm để cho ra hệ thống máy chủ mới chí tôn phiên bản Season 2 đặc biệt, sử dụng Auto Reset In-Game, Anti-Hack Protection VIP, phát triển 5 lớp nhân vật chuẩn West End. S2.vn chính thức Open Beta vào 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn bang hội tranh hùng. No. không nhận được báo, em cũng không nhận được. Facebook thì nó vẫn chưa hết lỗi đâu. Em thấy nó vẫn ngáo với mấy page này. Ôi, xin, mình xin. Mình xin. Xe của ông Mai Nhi của bên kia là Yamato. Có thịt rồi. Chắc quá không thôi. Xuân Quân phạt quá chuẩn đấy. Rồi. Phải đấu hoàng như nó muốn ăn bãi quả này trước. Xe gặp Yamato, mình cứ chém thôi. Sáng nay lúc Facebook còn mới mở còn không tìm được page cơ. Sao bây giờ mới ok đấy. Có hai voi luôn thì Hoàng Mà Nhi, vậy là hai voi yêu đầu có luôn rồi. Thêm bãi quả luôn. Còn đẹp một bài đấu em nhìn qua đang rất mượt. Thầy chúng tôi mà nhìn ngọt vòi nó cũng gần thôi. Con dốc này không phải là nỗi lo quá lớn. Dân đồ ăn thì ta không phải đi dò quá nhiều, một vòng là đủ. Thế nhà cũng khá dễ cơ cấu dành cho thủ hàng Manny. Con vực này không biết kín luôn nhỉ, cái check em kín luôn thì mắc binh đấy. Thôi một bò trong cũng được nhỉ, cần bật khí bắt hai cái em bên ngoài. Yuri.
Đây là BM 25/32. Kích 9 về cho hòm anh ý. Chặt gỗ luôn. Bài nào như bài này cũng đến cả đời. B1A rất chuẩn rồi, chú Hoàng Nhi rồi. Cứ ra P đều thôi. Cứ ra P đều bây giờ các bạn là bài chém của Yamato. Áp đánh rủi rồi. Đấy, chết rồi. Tuấn Anh nhớ nhầm map rồi đấy. Một ở đây mà. 2 giờ. Một chữa 2 giờ dành cho thứ 1, 35/48. Chưa thấy dần của nó một đâu. Đây, đây, đây. Úi, ngon, 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 ngon. Nhà cứ ra phù đều thì thủ thôi. Đặt ra cung gờ đi công. Ok Tuấn Anh ơi. Quá đơn giản.